OK, xin chào tất cả các bạn. Xin chào và cùng mình đến bài để mình đến mỗi nhóm năng lực yêu ca asset, nhé, ca alo từ lơ, avoca từ các đi bài bao nhiêu anh ở làng TikTok bạn. Trong video muốn cứ nhóm bạn bằng hai biệt biểu năng gặp blog. Trong từ tuần gặp blog cứ để tao nghe tôi che alo đấy và sau này học nghề blog hay học trẻ alo cứ về cột nạn đó để tao nghe. Tao thằng nó không tập bàn nhớ. Miền mình đây cho mình khác có trò cá lê như có khang mà cái thinh ngay có trò cá sẽ chẳng dừng ở lô tạm là nó chứ nó lơ mày cái tích về riêng một bạn chuyện đôi nhầm giấy chẳng thằng bị đào máu cứ về một bạn chuyện của bộ này chẳng đây sân phải vò xa cái miền application control vấn đề nên miền tế cứ dùng block tạm dị IP rồi có block tạm dị card track cái xin xin chẳng thì đó thấy cho tôi cần mày cái tích bao dưỡng mà cho tôi cần mày cái tích tâm ơn đã đọc cho lại IP firewall chẳng để đọc thấy khơi cứ chưa rule nào video muốn để là toàn chép blog cho tôi mở video nhóm tới tiếp blog bật ấy là nhóm bật tạm điện ấy hay năng adresly cho adresly vào nhóm đi nè bên trả chẳng dùng blog TikTok mới cứ trâu cả trả rồi buồn ai thầm đó chẳng để đọc thấy đi cứ cả demo vào nhóm nhóm thôi cả test từ TikTok. Yeah. Vì load đá cứ tha admin ấy vậy thế này đó nè, thấy nhé. Vì nó ta loading loading ở hồ thấy nhé. Your network is unstable. Chẳng khơi bản năng cứ mình này tha dùng block cho phải. Chẳng dừng cho ta lâu mình. Tấm bây giờ lâu cứ này đó nè, ta mơ IP cho ta không bỏ dừng mà. Ai này đó nè chơi cái lại nhà wifi. Đấy sao tu sắp lại á. Tấm bây giờ nè chơi nhà ưu tiên. Hãy để đọc này scroll một hàng cỡ khởi miền IP machine device và chứng này nè rồi nè chứ bị chạp bàn IP bị router bỏ nhóm xa wifi bỏ nhóm cứ chân bị máy cái tên chân chân đầm bay ở wifi đầm bay ở có dương tự tù bàn IP nâng chi nỉ ròn thử mệnh đó chân cho ta đạm manual IP ở đây nè mình đây đi mà này đạn chân thế cứ nè đọc này trời cho tầm mạng static IP là lỡ IP DHCP server tập mới là người khởi nguyên IP và những cái right click dấu biệt tham mạng start để thấy những cái comment đó iPhone yeah chứ phần năng mới chẳng bên đây tha phần năng cứ mà sân tu sắp đây iPhone mà nhóm nó cứ nó bây đây nhóm connect rồi ngay cứ IP nó ngặt đồ thế hay IP nó sẽ đặt là tu sắp đây mà nhóm nó thế đó toàn đấy pi rồi hà chẳng tâm bay thôi cả lỗ cứ nên tạo nên cho tập năng address list hay cả mùi mà nhóm đã VIP trong VIP nhưng mà trong VIP cứ nhầm add là add mà address bằng nhầm add lịch sân bằng nhầm chỗ lịch IP á nè ok đi hàng sập ok trong này đọc nên miền buôn trầm sân được miền buôn trầm để tiết copy mà hai đô tả lệnh đừng tất thì dùng sật và thả IP trong là bàn bảo màn má là nó tạm đừng tiết đó nè và tập mắt để đọc này cho tập nông phía thờ rút hai cái là anh nhỉ để đọc nên mơ cái là anh đi này block đi nè, đã bỏ click lưu viên mắc khởi nhé. Khởi nhé, dùng block port 47 hay là port 80 và hay protocol dùng là TCP forward action drop. Chẳng này đọc này còn là copy nè. Viên bên này tới miền là phần năng thế nè. Copy mà, nè, dùng copy. Tập mắc lại nhé, nhằm vô destination address, dùng vô VIP. Yeah. VIP hay action dùng vô accept. Chắc nhóm điện này hay cái lấy nhóm cài quá nhóm là alo VIP nè ok chắc cái lấy đi mà để tạo cái khánh destination là trái lý cư mê này là tự đa bỏ nhóm để nhóm trả lâu cư VIP kẻ nè để nhóm hào chanh bị trái lý bỏ nhóm bạc cản mà và tao mong mới chết blog TikTok bài trái lý nhóm đó bỏ click được nế chẳng vì ảnh viên ấy tới miền này phần nắng hay này nè action cứ drop chắc nhóm copy lên trên này đó này tao đi đồ máu VIP ok hay action nhóm vô accept yeah chắc nhóm thôi ca xạ mời một đoạn tiết hình nhé chắc nhóm ai lên bán nhóm ai thấy nhóm ai lên nhóm mơ từ lơ traffic nhóm nè thấy nhé trước mấy này thay ai load ai xem lên bàn này chả nên ở thằng này đọc nên miên
buôn đọc phải đi vai tiết lên phơi là lớn nữa cứ nên ok còn mà copy à mà VIP nên mất hai đô tận IP nên này còn tất bạn này nhá ok chắc là video nó cứ miên tập năng tế review nông ca alo có và dưỡng ở lang internet bán á ở con trang này tỏ đi.